Quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Trường Doanh nhân HBR. Quý vị và các bạn thân mến, mô hình kinh doanh Canvas hẳn không còn quá xa lạ với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Việc sử dụng mô hình kinh doanh này giúp doanh nghiệp có thể nhìn rõ bức tranh toàn cảnh theo 9 mảng chức năng và sâu chuỗi 3 tầng quản trị doanh nghiệp là chiến lược, chiến thuật, vận hành. Và để hiểu hơn về sức mạnh của một mô hình được tối giản hóa, hãy cùng Trường Doanh nhân HBR tìm hiểu 14 mảng ứng dụng của mô hình Canvas. 1. Hoạch định chiến lược song hành với kế hoạch phát triển. Mô hình kinh doanh Canvas giúp các doanh nhân hoạch định bản kế hoạch chi tiết chiến lược của doanh nghiệp, mô tả việc hoạch định chiến lược trong quá khứ hoặc lộ trình phát triển chiến lược cho tương lai với việc dễ dàng thay đổi một trong 9 ô Canvas. Khi doanh nghiệp có nhiều đơn vị hoặc dự án kinh doanh tách rời, Canvas cũng giúp làm sáng rõ chiến lược của các mảng này. 2. Bản đồ theo dõi và đo lường KPI. Hãy thử tưởng tượng 9 ô của mô hình Canvas giờ đây sẽ là các bảng biểu mô tả những chỉ số quan trọng nhất trong hoạt động quản trị doanh nghiệp. Với màu xanh lá cây nếu vượt hiệu suất, màu cam nếu có cái gì đó cần xem xét và chuyển sang màu đỏ nếu có vấn đề cần xử lý. 3. Trả lời bạn hiểu đối thủ đến đâu. Bằng việc phác họa mô hình kinh doanh Canvas của đối thủ cạnh tranh sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, những gì có thể làm và những gì không thể của đối thủ. 4. Quản lý và định hướng bằng danh mục mô hình kinh doanh. Mô hình kinh doanh Canvas giúp bạn hiểu rõ doanh nghiệp. Việc ra quyết định lựa chọn hướng đi nào cho doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai sẽ phụ thuộc nhiều vào việc chuẩn bị trước một danh mục các mô hình tiềm năng và quản lý chung. 5. Cải tiến bằng việc thiết kế, thử nghiệm và tạo động lực tăng trưởng mới. Việc có một mô hình, một kế hoạch sẽ không được phép tách rời với công việc quan trọng đặc biệt với các startup hoặc là doanh nghiệp triển khai mô hình mới là luôn phải trả lời câu hỏi mô hình của tôi tạo ra giá trị nào và tại sao khách hàng lại mua nó. Thay đổi, thử nghiệm và vận hành để tìm ra những động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Điều này chính là trái tim của mô hình và gắn chặt với ô giá trị cốt lõi của mô hình kinh doanh Canvas. 6. Vườn ươm những ý tưởng mới. Mô hình kinh doanh Canvas là một công cụ tuyệt vời để nảy sinh các ý tưởng kinh doanh mới. Nó như một ngôn ngữ thống nhất cho phép so sánh và quản lý tất cả các loại ý tưởng từ việc thay đổi quy trình, thay đổi sản phẩm, các ý tưởng từ các đội nhóm khác nhau. 7. Thấu hiểu mô hình của đối tác và khách hàng. Việc dùng mô hình Canvas để khắc họa mỗi thành phần trong chuỗi giá trị sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các đối tác và khách hàng doanh nghiệp của mình, từ đó có thể đưa ra các giải pháp tốt hơn, những giá trị lớn hơn từ việc hiểu và xem xét vấn đề của chính đối tác thông qua mô hình Canvas. 8. Chuỗi liên kết hệ thống quản trị. Mô hình Canvas là một trong số ít các mô hình đặc biệt tạo ra được chuỗi liên kết xuyên suốt cho quá trình quản trị doanh nghiệp, từ tầng lãnh đạo đến các giám đốc điều hành chuyên môn ở tầng chiến thuật và cuối cùng là các đơn vị chuyên môn ở tầng thực thi và vận hành. Doanh nghiệp sẽ càng tạo ra được những giá trị lớn hơn khi ba tầng quản trị này được liên kết chặt chẽ. 9. Định hướng tầm nhìn toàn doanh nghiệp. Rất nhiều nhà lãnh đạo thất bại trong việc truyền thông chiến lược của doanh nghiệp tới các đơn vị cấp thấp hơn và chiến lược ngày càng trở nên lu mờ khi nó tới được các đơn vị thực thi trực tiếp ở cấp thấp hơn. Mô hình kinh doanh Canvas sẽ giúp giải quyết điều này bằng một mô hình được tối giản hóa và dễ dàng điều chỉnh và minh họa chiến lược. Canvas trở thành trung tâm, công cụ thống nhất để tập trung các cuộc trò chuyện. 10. Ngôn ngữ kinh doanh chung toàn cầu. Mô hình kinh doanh Canvas sẽ là một công cụ tuyệt vời giúp các cộng đồng kinh doanh toàn cầu có thể học hỏi và trao đổi lẫn nhau về bài toán kinh doanh và quản trị của mỗi doanh nghiệp. Nó sẽ giúp cải tiến, sao chép, sáng tạo và ứng dụng để tạo ra những kết quả khác nhau tại khắp nơi trên toàn thế giới, dù có những khác biệt về thị trường, sức mua, công nghệ và cả các yếu tố khác. 11. Tổ chức bộ máy vận hành. Mô hình Canvas tạo ra tính liên kết và dẫn dắt bộ máy hoạt động bởi vì nó thể hiện toàn bộ các yếu tố cốt lõi của sơ đồ vận hành doanh nghiệp để thực hiện chiến lược. Toàn bộ máy vận hành sẽ được dẫn dắt bởi những mảng được coi là trọng yếu của mỗi mô hình kinh doanh. Đây là tâm điểm để quyết định các vấn đề tổ chức bộ máy vận hành doanh nghiệp. 12. Ra quyết định đầu tư. Mô hình kinh doanh Canvas làm cho cơ hội kinh doanh rõ ràng và là một bản hướng dẫn để đề ra quyết định đầu tư vào các mô hình kinh doanh khác nhau
hoặc tập trung đầu tư vào mảng trong một mô hình kinh doanh. 13. Mô hình nhượng quyền kinh doanh. Hai yếu tố để quyết định một mô hình kinh doanh của bạn có hiệu quả hay không là mô hình kinh doanh có sinh lời hay không, và nó có khả năng nhân rộng lớn tới chừng nào. Một đáp án trả lời cho câu hỏi trên đó là thiết kế một mô hình kinh doanh nhượng quyền, mô hình nhiều người muốn mua và hoạt động không giới hạn bởi vùng địa lý. Bằng canvas, những yếu tố này cần phải tính đến ngay từ khi thiết kế mô hình kinh doanh. Đâu sẽ là yếu tố giúp bạn bán được mô hình? Lợi nhuận tạo ra của mô hình là bao nhiêu? Tốc độ tăng trưởng như thế nào? Và quan trọng nhất là việc tổ chức bộ máy ra sao cho người mua có thể đảm bảo mô hình vẫn tốt như khi bạn đang vận hành nó. 14. Chiến lược rút lui. Khi đánh giá các cơ hội mang lại một tổ chức trong thị trường đang hoạt động, bạn có thể sử dụng canvas để xác định nơi bạn sẽ phân bổ tiền. Làm thế nào để bạn sẽ tạo ra được giá trị tốt hơn? Làm thế nào để bạn sẽ có được nhiều khách hàng hơn? Hoặc là làm thế nào để giảm chi phí và tăng doanh thu của bạn? Kể cả khi những câu trả lời của các đáp án này tốt hay không tốt, nó cũng giúp bạn cân nhắc để ra những chiến lược rút lui ra khỏi thị trường một cách hiệu quả nhất bằng việc bán lại một phần hay là toàn phần doanh nghiệp. Hy vọng rằng bằng việc tổng hợp những ứng dụng khác nhau của mô hình kinh doanh Canvas trong nhiều tình huống khác nhau sẽ giúp cho bạn có được những góc nhìn sâu rộng hơn trong việc ứng dụng mô hình kinh doanh Canvas. Còn bây giờ, cảm ơn vì đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và đừng quên tiếp tục theo dõi những bài học bổ ích trên kênh YouTube Trường Doanh Nhân HBR.